con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, xin chào các vị Phật tử. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Dạ. Con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, 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 con kính đảnh lễ sư ạ. Con kính đảnh lễ sư ạ. Vì hôm nay do vì có một chút công việc rồi cho nên tôi vào lớp hơi trễ một chút. Kính đảnh lễ sư. Chào bác Phật. Các vị Phật tử, chúng ta bắt đầu lớp học và xin trả lời câu hỏi của một vị học viên gửi vào trong vị học viên gửi trong lớp. Đó là một vị học viên lặng toàn trí. Vị này hỏi rằng là đối với trường hợp kinh điển ghi lại, lại đó là trường hợp của Đề Bà Đạt Đa hay là Đề Qua Đắc Tá, thì nhiều lần ông tìm cách ông giết Đức Phật và Đề Qua Đắc Tá đó trước kia nó là một người đã từng chứng thiền định, và không phải là chỉ ở cái tầng thiền thấp mà ông chứng tới ngũ thiền. Và do vậy vị này nói thắc mắc rằng là trong một trường hợp của Đề Bà Đạt Đa đó, thì có phải là vị này chứng thiền nhưng mà không có ly dục hay là ly các pháp truyền cái nói chung, và trong trường hợp như vậy thì có phải là cái định của Đề Bà Đạt Đa là tà định? Thì ở đây hôm trước tôi có thưa với các vị đó là cái thiền định, cái thiền sắc giới và vô sắc giới đó, thì có trước về kỳ Đức Phật, hay nói một cách khác là trong cái khả năng phàm phu á, thì trong cái thời kỳ không có Phật giáo, không có vị chánh đẳng chánh giác ra đời, thì chúng sinh cũng có thể tu tập và chứng được các cái tầng thiền sắc và vô sắc. Và khi mà chứng được cái tầng thiền vô sắc và vô sắc này về cái trạng thái thiền á, thì hoàn toàn giống với cái thiền Đức Phật này dạy, chỉ nó có khác một vài cái chi tiết, chẳng hạn giống như là khi mà Đức Phật này hướng dẫn cái thiền sắc giới đó, thì cái điều quan trọng này chỉ ra cái nguy hiểm của cái năm cái truyền cái, và chính năm cái loại thiền não này đó, nó làm ngăn che cái trí tuệ của chúng sinh. Và nếu một người nào mà được hướng dẫn từ Đức Phật hay là các vị đệ tử của Ngài đó, thì ý thức rõ ràng cái điều đó. Nhưng mà nó có những cái trường hợp đó là có những cái chúng sinh ở trong đời quá khứ đã từng tu tập thiền định, và bằng một cái thường cận y duyên, bằng một cái thói quen ở trong đời quá khứ, cũng giống như là các cái phước sự ở trong đời quá khứ. Và do đó khi mà vị này sinh ra đời và chỉ cần một cái điều kiện vừa đủ thích hợp, thì vị đó hoàn toàn có thể chứng được cái thiền định. Và ở trong cái khoảng thời gian mà chứng thiền định á, thì dù cho vị đó có được học giáo lý từ Đức Phật hay không học giáo lý từ Đức Phật, thì trong cái thời gian chứng thiền định đó, thì vị này cũng đã áp chế được năm cái truyền cái. Tuy vậy đó, thì do việc cái phiền não chúng sinh quân tập từ vô lượng kiếp, cho nên trong cái khoảng thời gian chứng thiền định đó, thì nếu mà vị này không có cố gắng tinh cần tu tập, hoặc là có những cái cám dỗ khác đó, thì vị này vẫn có thể bị hoại thiền. Và trường hợp của Đề Bà Đạt Đa đó, khi được danh vọng từ vua A Xà Thế, thì cái phiền não chi phối đó, cho nên Đề Bà Đạt Đa hoại thiền. Do vậy trường hợp Đề Bà Đạt Đa thì bị học viên là nặng đoàn trí đó, thì anh
anh hiểu cái trường hợp này nó là trong khi mà Đề Bà Đạt Đa còn giữ được cái tâm thiền đó, đó thì khi đó vị này không có năm truyền cái, và cái năm truyền cái này nó chỉ có mặt khi nào mà Đề Bà Đạt Đa hỏi thiền. Như vậy là khi mà Đề Bà Đạt Đa cởi lên những cái tâm mà muốn chia rẽ tăng hay muốn xúc phạm đến Đức Phật đó, thì khi đó Đề Bà Đạt Đa đã hỏi thiền. Mà khi đó Đề Bà Đạt Đa, tâm hồn Đề Bà Đạt Đa giống như là tất cả những người phạm phu phiền não khác như vậy thôi. Vậy do vậy đó, đối với một người mà chứng sơ thiền đó, và người đó có được học giáo lý, thì người đó hiểu rằng là cái sơ thiền này nó vẫn rất là mong manh, tức là nó còn cận kề với cái ngũ dục, và hoàn toàn có thể là nếu không khéo thì cái sơ thiền đó vẫn có thể bị năm truyền cái áp chế và làm hoại thiền. Và do đó là vị đó cố gắng nỗ lực hơn để cố gắng chứng được các cái tầng thiền cao hơn. Thì các cái tầng thiền càng cao chừng nào đó thì cái khả năng mà vượt qua được cái cám dỗ của ngũ dục nó càng cao chừng đó. Tuy nhiên thì chúng tôi ở đây nhân cái câu hỏi của một vị học viên này, chúng tôi cũng xin lưu ý các vị học viên đó là đối với các cái tầng thiền hiệp thế, tức là sắc giới và vô sắc, thì một người mà chứng đạt tầng thiền rồi thì nếu mà không có khéo giữ gìn cái thiền định đó thì cái thiền định đó vẫn bị hoại, chứ không phải là khi mà đã chứng thiền rồi thì cái thiền định đó luôn luôn là nó giữ như vậy cho đến mệnh chung. Nó không có như vậy, nó không có giống như là trường hợp của đạo quả. Một người chứng đạo quả rồi, một vị chứng sơ được quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đó, thì cái đạo quả, cái quả đó nó không mất. Nhưng mà đối với các cái tầng thiền hiệp thế đó, thì mất. Và trường hợp của Đề Bà Đạt Đa là do bị cái truyền não chi phối, cho nên về Đề Bà Đạt Đa nó bị mất thiền. Và cái bài học hôm trước đó là chúng ta học chúng là tôi đã giới thiệu các vị về cái tâm sắc giới. Tâm sắc giới đó thì là có ba, tức là tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác. Và mỗi cái tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác như vậy đó được chia thành năm cái tầng thiền. Như vậy là cái kể về cái tên của các cái tâm thiền này đó thì các vị cũng dễ nhớ, đó là cái dòng đầu tiên là dòng thiện, thì chúng ta có là cái dòng đầu tiên cái tâm thiện đó, thì chúng ta có đây là thiện. Đây là thiện. Dạ, đây là tâm thiện. Thiện, đây là quả. Và đây là duy tác. Thì cái tâm đầu tiên chúng ta gọi là cái tâm thiện sơ thiền. Tâm thứ hai là tâm thiện nhị thiền. Tâm thứ ba là tâm thiện tam thiền. Tâm thứ tư là tứ thiền. Tâm thứ năm là ngũ thiền. Như vậy rất là dễ nhớ. Chúng ta chỉ có thể gọi vắn tắt cũng được, không cần phải kể là tâm thiện sơ thiền sắc giới, bởi vì đối với vô sắc giới thì hay là siêu thế thì có cách gọi khác. Cho nên cái tâm này chỉ cần nói là cái tâm thiện sơ thiền thì cũng đủ, nó không có nhầm lẫn với các cái tâm khác. Tương tự như vậy, cái dòng thứ hai chúng ta có cái tâm quả, thì đây là có tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền và tâm quả ngũ thiền. Và cái dòng thứ ba là cái tâm di tác. Cái tâm di tác này đó, thì nó cũng giống như là tâm thiện, chẳng qua đây là cái tâm của vị A-la-hán, nó không còn cái khả, nó không có tạo quả giống như là cái tâm thiện, cho nên cái dòng di tác này đó, thì chỉ dừng lại ở đây chứ không có cái quả nữa, là do vị A-la-hán này đã diệt trừ tất cả cái căn gốc của cái dục ái, sắc ái và vô sắc ái, hay nói cách khác này hoàn toàn này không còn phiền não, để lại cái chủng tử tái tục. Do vậy cái tâm di tác, tâm của vị A-la-hán không còn để quả. Như vậy thì chúng ta có tâm di tác sơ thiền, tâm di tác nhị thiền, tâm di tác tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Như vậy về cái phần sắc giới này đó, cái tên gọi của các cái loại tâm sắc giới đó thì hoàn toàn chúng ta dễ nhớ.
và từ cái lĩnh vực dục giới này lên đến cái lĩnh vực sắc giới, thì với một vị hành giả đó dùng cái tâm đại thiện, vị hành giả dùng cái tâm đại thiện, tức là dùng cái đại thiện hợp trí, là cái tâm đại thiện hợp trí này nè, và hai tâm này hỷ hay xả, hoặc là đối với vị A La Hán thì ngài dùng cái tâm tâm di tác, tức là hai cặp tâm hợp trí này. Thì đối với cái trường hợp của phàm phu á, thì trước khi mà để có thể tu thiền được thì cái việc đầu tiên á, thì phải làm sao giữ được cái tâm thanh tịnh. Và cái tâm thanh tịnh đó, Đức Phật ngài hướng dẫn cái bước đầu tiên á, là vị đó tu tập giới. Và nhờ giới đó, thì vị đó giữ được thân, được thanh tịnh thân và khẩu. Rồi tiến xa hơn nữa đó, giai đoạn cận kề giữa giới và định á, thì vị này tu tập giới ở cái mức tinh chuyên hơn, tức là vị đó giữ giới về phương diện là tâm. Ví dụ giống như là đối với một người Phật tử thông thường, chúng ta giữ ngũ giới hay là bát quan trai giới, thì chúng ta giữ về phương diện thân và khẩu, và ý của chúng ta đó thỉnh thoảng đôi khi nó tạo nên cái bất thiện này, cái bất thiện kia, nhưng mà cái cốt lõi năm hoặc là tám cái học giới này đó, là chúng ta giữ gìn để không có vi phạm qua cái thân và khẩu. Thì khi ở cái mức độ tinh chuyên hơn á, là vị hành giả tiến tu bằng giữ được cả bằng cái ý. Và ở đây chúng ta phải trở lại kinh văn, bởi vì đây là cái vấn đề mà học vi diệu pháp đó, là phải căn cứ trên kinh điển. Cái bài kinh mà chúng ta tìm hiểu ở đây đó là cái bài kinh gọi là cái bài kinh Sa Môn Quả thuộc trường Bộ Kinh, hoặc là rất là nhiều cái bài kinh tương tự, giống như là bài kinh Đại Kinh Sóc Ngựa ở trong Trung Bộ Kinh. Thì trong nội dung cái bài kinh này đó, thì Đức Phật ngài trình bày nguyên cả một cái tiến trình tu tập của một vị tỳ kheo từ khi mà bước vào giáo pháp, rồi vì đó thực hành giới, giữ giới các điều học, rồi vì đó từ cái việc giữ giới lớn cho đến cái giới nhỏ, rồi vị này thu thúc các căn, tức là mắt khi nhìn cái sắc, thì vị đó không chấp giữ tướng chung, không chấp giữ tướng riêng, vân vân. Thì khi mà vị tỳ kheo thực tập về giới ở một cái mức độ cao nhất mà khả năng giới có thể làm được, rồi từ đó chúng ta sẽ đọc kỹ về cái đoạn kinh số 67 và 68 này. Đây là cái bài kinh mà bài kinh này Đức Phật thì thuyết cho vua A Xà Thế nghe. Nhân cái lúc mà ông một đêm trăng ông đi đến ông viếng thăm Đức Phật, thì Đức Phật này dạy rằng là khi với một người đó mà thành tựu được cái giới quẩn cao quý này, với sự hộ trì các căn cao quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý này, với hạnh biết độ cao quý này, lựa một chỗ thanh vắng tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời đông rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già lưng thẳng tại chỗ nói trên, an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, đó là dục cái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sinh hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thủy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên. Với tâm tưởng hướng về ánh sáng, để tức là nhờ cái vị này tu tập về cái đề mục ánh sáng, là một trong 40 đề mục dị tịnh mà vị này không có bị hôn trầm thủy miên. Chánh niệm tỉnh giác gột rửa
tâm hết phong trầm thị miên, từ bỏ trào cử hối tiếc, gãy sống phong trào cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa hết trào cử hối tiếc, từ bỏ nghi ngờ, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân, lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Rồi Đức Phật này ví dụ về một người mà bị cái một chúng sinh phàm phu mà bị, khi mà cái tâm còn năm truyền cái này đó, nó giống như là năm trường hợp. Năm trường hợp Đức Phật này ví dụ sao? Này đại vương, như là một người mắc nợ, liền làm các cái nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, người ấy không nhận những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ, ta trước kia mắc nợ nó làm các nghề nghiệp, những nghề này phát được phát đạt, ta không những trả được nợ cũ, còn có dư tiền để nuôi dưỡng vợ, người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này đại vương, như một người bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời gian, người ấy thoát khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục, người ấy nhờ vậy sung sướng hoan hỷ. Này đại vương, như là một người bị nhốt trong ngục, người ấy sau một cái thời gian được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn, người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này đại vương, như là một người nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại, người ấy sau một cái thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác. Một người được giải thoát, được tự do đi lại, người ấy nghĩ, ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại, nay ta thoát cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác. Một người được giải thoát, được tự do đi lại, người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này đại vương, như là một người giàu có nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Người ấy sau một thời gian đã đi khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nghĩ, ta trước kia giàu có nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không nguy hiểm. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Như vậy này đại vương, tỷ kheo tự mình, quán lâm truyền cải chưa xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường sa mạc. Các vị học viên ghi chú ở đây năm cái ví dụ về cái năm truyền cải. Này, như vậy này đại vương, tỷ kheo tự mình, quán lâm truyền cải chưa xả ly. Dục truyền cái đó thì nó ví giống như là món nợ, mà sân truyền cái đó thì ví như là bệnh hoạn. Và cái hôn thị truyền cái đó thì giống như là ngục tù. Giống như ngục tù. Còn cái trạo hối cái thì giống như là cái cảnh nô lệ. Và hoài nghi cái giống như là một người lạc ở trong sa mạc. Này đại vương, cũng như là người không mắc nợ, như người không bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn. Này đại vương, tỷ kheo quán năm truyền cái khi diệt trừ chúng. Khi quán tự thân đã xả đi năm truyền cải ấy, hân hoan sanh, do hân hoan nên hỷ sanh, do tâm hoan hỷ, thân được khinh an, do thân khinh an, lạc thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tĩnh. Tỷ kheo ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sinh với tầm với tứ. Như vậy thì từ cái dục giới mà một chúng sinh muốn vượt thoát ra khỏi cái trong kinh gọi xem nó giống như là một cái nhà tù của dục giới, thì bị đó bằng cái giới gột rửa tâm trí của mình, và sau cùng những cái trở ngại, năm cái trở ngại lớn, tức là cái năm cái triền cái đó. Chữ triền cái là được dịch từ cái chữ Niwarana là những cái pháp mà trói buộc và che mờ cái trí tuệ của chúng sinh. Cho nên bản Hán người ta dịch là triền cái, triền tức là cái sự trói buộc, và cái là che, giống như là chúng ta có cái ở trong các cái ở trong chùa hay nói đến cái bảo cái, tức là giống như cái lọng mà che lên phía trên á, cái nghĩa là che. Và triền cái tức là cái pháp mà che mờ cái tâm trí của chúng sinh.
Và năm cái triền cái này thì đó, thì vừa rồi chúng ta học được những cái ví dụ mà Đức Phật thầy ví dụ như là một người, mà còn năm cái triền cái đó thì nó giống như là một người mắc nợ, là một người bị bệnh, rồi một người ở trong tù, rồi một người nô lệ, rồi một người bị lạc trong cái hoang mạc như vậy. Cái tâm mà bị năm cái triền cái, và cho đến khi mà bị đó, cái tâm của bị đó nó áp chế được năm triền cái này, với cái tâm như vậy đó, bị đó thực tập thiền định. Dạ. Và khi mà cái tâm nó đã đạt đến cái mức, cái trình độ này đó, thì vị này đã chứng được từng tự các cái tầng thiền do sức mạnh của các cái chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định xả. Đã ở đây chúng ta chú ý, chúng ta chú ý về cái dạ thưa sư hơi nhanh ạ, chúng con ghi chưa kịp hả thưa sư? À dạ, các vị ghi chưa kịp hả? Thì để tôi share lại cái này. Dạ. cái này mặc dầu là nói thêm nhưng là quan trọng, bởi vì mình học Phật pháp là không phải là mình học cho nó nhanh, là làm sao mà những cái pháp quan trọng đó là mình nhớ. Dạ. Cái này, những ví dụ này rất là hay và chính trong chánh kinh, cho nên những ví dụ này đáng để mà chúng ta nhớ. Đây các vị xem ở trên cái đoạn 74 á, như vậy này đại vương, tỷ kheo tự mình quán năm truyền cái chưa xả ly, như người như cái món nợ là dục cái, như là bệnh hoạn là sân độc cái, như là ngục tù là hôn thị cái, như cảnh nô lệ là trạo hối cái, như là một con người lạc vào trong hoang sa mạc là hoài nghi. Các vị ghi được không? Không ghi được thì tôi ghi trên bảng luôn. Đây tôi ghi cho giúp cho các vị luôn. Tâm mình năm truyền cái chi phối nhất dục cái, giống như là người, giống như bị người bị mắc nợ. Hai là sân độc cái. Như người bị bệnh. Một cái hôn thị cái, hôn thị cái thì giống như là người bị tù. Bốn trợ hối cái, trả hối cái. À, trả hối cái là như nô lệ. Trả hối cái là như nô lệ. Còn cái hoài nghi cái. Dạ, hoài nghi cái. Thì nó giống như là lạc trong sa mạc. Dạ, ví dụ về cái năm truyền cái.
Để các vị ghi kịp chưa? Thì ở đây chúng ta có những các cái chi thiền mà để nó đối trị lên năm triền cái này, thì chúng ta có cái tầm tứ hỷ lạc định xả. Thì cái tầm tứ hỷ lạc định xả này á, là tất cả đều là những cái sở hữu, đều sở hữu tâm hay là đặc tính tâm. Và phần này á, thì chúng ta sẽ học ở trong cái phần sở hữu tâm. Thì ở đây xin nhắc các vị nhớ như thế này. Là khi mà một cái tâm sanh lên á, thì nó có rất là nhiều cái sở hữu trong đó, chứ không phải là chỉ có một vài thứ. Chẳng hạn giống như là, ví dụ giống như là một cái tâm đại thiện mà vị đó tu tập về một cái tâm đại thiện mà đầy đủ nhất, thì nó có tất cả là 38 sở hữu cùng có mặt, hay nói cách khác là nó có 38 cái đặc tính. Còn những cái đặc tính mà chúng ta kể, giống như là ở trong cái tâm tham thì có những cái đặc tính như là hợp tà, ly tà, hay là ở trong tâm thiện á, có cái đặc tính là hợp trí, ly trí, hay là ở trong cái tâm thiền á, thì có cái những cái chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định xả. Thì đó là những cái đặc tính mà tiêu biểu, mà để dễ gọi, để khi mà nhắc đến thì chúng ta dễ có phân biệt cái tâm thiện, cái tâm này với cái tâm khác. Chứ còn thật ra đó thì một cái tâm nó rất là nhiều. Và do vậy á, là những cái phần này á, chúng ta sẽ học kỹ ở trong cái phần đặc tính tâm. Bởi vì khi mà chúng ta học riêng lẻ như thế này thì mà những cái bài học về sở hữu á, thì chúng ta phải lặp lại cái này. Cho nên là những cái phần này chúng ta chỉ nói sơ qua. Đặc biệt ở trong đây á, thì các vị Phật tử lưu ý là các cái chi thiền là gồm có cái tầm tứ hỷ lạc định xả. Thì ở đây phải ghi chú, cái hỷ ở đây á, nó khác với cái tâm tham thọ hỷ hay là tâm thiện thọ hỷ. Mà hỷ ở đây nó không thuộc về thọ, mà ở đây là cái sở hữu hỷ riêng. Do vậy á, mặc dù từ sơ thiền đến tứ thiền đều có thọ hỷ hết, nhưng mà cái hỷ mà kể trong tầm tứ hỷ lạc định này đó, thì cái hỷ đó nó không phải là thọ hỷ, mà đó là sở hữu hỷ riêng. Và do vậy khi mà cái tâm sơ thiền khởi lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tương tự đối với cái tâm là cái tâm quả sơ thiền hay tâm di tác sơ thiền đó, thì những cái tâm đó khi mà khởi lên như vậy đó, thì cùng lúc có hai cái hỷ, một cái là thuộc về hỷ cảm thọ hỷ, còn cái thứ hai là hỷ thuộc về chi thiền, và đó là một cái sở hữu riêng, một cái đặc tính riêng. Chứ cái hỷ mà chúng ta thấy là tầm tứ hỷ đặc định, cái hỷ đó nó không phải là thọ hỷ. Mà cái mà gọi là hỷ, cái thuộc về thọ hỷ đó chính là lạc, chứ không phải là hỷ nha. Trong cái tầm tứ hỷ lạc định á, cái thọ hỷ là lạc. Còn cái hỷ đó mà chúng ta kể trong cái chi thiền hỷ á, thì đó là một cái sở hữu riêng. Ở đây tôi lưu ý thôi, chứ sau này chúng ta học về cái sở hữu tâm thì chúng ta học rõ về cái điều này. Tương tự đối với ngũ thiền thì gồm có xả định á, thì cái xả đó là một cái sự sở hữu xả ở trong tịnh hảo, chữ Pali là Tatamaisatata, chứ không phải là thọ xả. Và khi mà khởi lên cái tâm ngũ thiền đó thì cùng lúc có hai cái gọi cái mà chúng ta vẫn gọi là xả đó, tức là một cái thuộc cảm thọ xả và một cái thuộc về sở hữu thọ xả, cái sở hữu xả ở trong cái tâm tịnh hảo. Cho nên ở đây chỉ lưu ý cho các vị thôi, chứ ở trong cái bài học về sở hữu tâm thì chúng ta đi chi tiết về các cái tâm này. Nhưng mà nhớ là ở trong cái các cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định xả, thì hai cái hỷ và xả này đó nó không phải thuộc về thọ xả thọ hỷ. Rồi đối với cái tâm sắc giới á, nó khác, có nhiều cái chi tiết khác nhiều xa với cái tâm tịnh hảo dục giới, là tâm thiện dục giới, tâm quả dục giới và cái tâm di tác dục giới đó.
là cái đối với cái tâm, đối với cái tâm sắc giới đó, là để có được cái tâm nhị thiền thì vị đó phải chứng được sơ thiền. Tương tự như vậy, để có cái tâm cao hơn đó, thì phải vị đó phải có được cái tâm thấp hơn. Như vậy là các cái tầng thiền đề, các cái tầng thiền sắc giới đó là phải theo thứ tự là sơ, nhị, tam, tứ, ngũ. Chứ không có thể nào một người không có sơ thiền, không có nhị thiền mà lại là có thể có khởi lên cái tâm tam thiền được. Nó khác với cái tâm đại thiện. Cái tâm đại thiện đó là hay là có thể có bất cứ một trong tám tâm nào, khi nào thì có cũng được. Nhưng mà đối với cả cái tầng thiền á, là một người phải chứng được sơ thiền thì người đó mới có thể chứng được nhị thiền. Rồi người chứng được nhị thiền thì mới có thể chứng được tam thiền. Cái bài hôm trước thì tôi cũng đã nói rồi. Và cái vấn đề lưu ý thứ hai là để được chứng thiền đó, là vị hành giả đó là phải tu tập các cái đề mục chỉ tịnh. Đề mục chỉ tịnh thì trong đó có tất cả là 40 cái đề mục chỉ tịnh. Chữ chỉ tịnh từ cái chữ Pali gọi là Samatha. Rồi, Samatha. Và chữ này á, thường thường á, đi chung với Samatha và Vipassana. Chúng ta vẫn quen gọi là thiền. Thiền chỉ tịnh. Còn đây là thiền quán. À, thiền. Thiền minh sát. Thiền quán hay là. Đây còn gọi là thiền quán. Ừ. Thì đối với cái thiền minh sát này á, thì nó có cái. Thiền minh sát á, là giúp chúng xin lỗi, thiền chỉ tịnh á, thì một người tu thiền chỉ đó thì có thể đắc được sắc giới. Rồi vô sắc. Còn cái Vipassana này đó thì mới chứng được siêu thế. Và cái Samatha này đó, thì nó có Samatha này thì gồm có 40 đề mục. 40 đề mục. Hay có khi gọi là án xứ nha. Có khi gọi là án xứ. Giờ nó cũng tùy theo cách dịch chúng ta thôi. Thì có một cái vấn đề đó là đối với cái thiền sắc giới á, thì giả sử như là một vị hành giả tu tập một cái đề mục nào đó, chẳng hạn giống như là đề mục đất. Rồi chúng ta lấy ví dụ đề mục đất. Rồi nhờ cái đề mục đất này, vị này chứng được các cái tầng thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Thì đối với cái tâm thiền trong cái sắc giới này á, là khi một vị nào tu tập đề mục đất này đó, thì cái đề mục đất này nó, cái đề mục đất này nó sẽ đi từ sơ thiền cũng lấy đề mục đất, sơ thiền cũng đất, rồi nhị tam tứ ngũ đều là đề mục đất hết, nó giữ một cảnh, chứ không phải giống như là ở cái tâm thiện dục giới là khi mà chúng ta khởi lên tâm thiện, nó giống như là chúng ta thấy chúng ta trong cái quá trình chúng ta làm phước đó, thì chúng ta khởi lên cái tâm thiện trước khi làm, chẳng hạn giống như là mình sống trong khoảng thời gian mình sống sanh lễ phẩm, mình hoan hỷ, rồi mình đến chùa mình gặp chư tăng mình hoan hỷ, rồi về nhà mình gặp cái hình Phật mình hoan hỷ, cái cảnh nó thay đổi, nó thay đổi liên tục. Nhưng mà cái đối tượng của cái thiền sắc giới này đó thì giữ và chỉ giữ một cái cảnh duy nhất, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Và đối với cái thiền sắc giới này á, thì nếu một người nào mà từ cái đề án xứ đất này á, mà vị đó chứng được tới tầng thiền thứ năm, và vị này chứng được tới cái tầng thiền thứ năm, thì nếu mà vị này tu các cái đề mục khác, chẳng hạn giống như là sang cái đề mục nước này, thì vị này á, không phải là từ cái
không phải là ở cái trình độ tu chứng ngũ thiền mà có thể lấy cái đề mục nước nhập bằng cái đề mục nước được, mà để nhập thiền với đề mục nước thì vị này cũng phải tu tập lại từ đầu, tức là cái nước đó tu tập từ cái sơ thiền rồi nhị thiền rồi tam thiền tứ thiền rồi ngũ thiền, cái quá trình lặp lại giống như là án xứ ban đầu. Chỉ chẳng qua đó là đối với một người đã chứng tầng thiền thứ năm, đối với đề mục này thì vị này tu cái đề mục khác nó nhanh hơn thôi, nhưng mà cũng phải tu lại từ đầu. Đó là một trong những cái vấn đề liên quan về cái tâm sắc giới. Rồi cái vấn đề còn lại đó, giống như hôm trước chúng ta nhớ là cái nói về cái tâm quả sắc giới đó, chính là do cái kết quả của cái tâm thiện sắc giới mà có. Và hôm trước chúng tôi đã nói rồi là cứ mỗi cái tâm thiện sắc giới đó thì nó sẽ cho một cái quả sắc giới tương ứng, như là sơ tâm thiện sơ thiền thì nó cho cái tâm quả sơ thiền, rồi tâm quả nhị thiền thì nó tâm thiện nhị thiền thì nó sẽ cho cái tâm quả nhị thiền, tâm thiện tam thiền thì sẽ cho tâm quả tam thiền. Nó tương ứng từng đôi một như vậy. Và ở đây chúng ta trở lại một cái này này tôi nói thêm cho nghe, vị nào có ghi được thì ghi thôi, chứ còn là trong hoạt đơn này nói thêm thôi. Tức là nói về cái nghiệp quả ở trong cái thiền sắc giới này đó, thì nó khác với cái dục giới. Dục giới chúng ta nói về cái thời gian tạo quả của nghiệp. Đúng ra cái phần này đó là sẽ nói ở trong cái phần nghiệp, nhưng mà bây giờ thì nó liên quan thời gian quan tạo quả của nghiệp. Thì thời gian tạo quả của nghiệp đó, nó có cái tâm cái thời điểm là gọi là hiện báo nghiệp. Rồi sanh báo nghiệp. Rồi hậu báo nghiệp. Rồi vô hiệu nghiệp. Cái hiện báo nghiệp á, tức là cái nhân thiện hay là nhân ác cho quả ngay trong đời sống hiện tại. Ngay đời sống hiện tại mà thường là trong khoảng thời gian 7 ngày. Đó là phần lớn, nhưng mà trong nói tóm lại là trong cái kiếp mà chúng ta thực hiện cái nhân đó thì gọi là hiện báo nghiệp. Rồi cái sanh báo nghiệp á, là cái thời gian trổ quả, cái đời sống kế sau kiếp hiện tại. Giống như là cái đời này chúng ta tạo cái thiện hay là cái ác, cái đời sống sau á, thì cái thiện hay cái ác đó, nó trổ quả, thì gọi là cái sanh báo nghiệp. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là cái thiện cái ác chúng ta làm ở trong cái đời hiện tại thì nó sẽ trổ quả từ cái đời thứ hai trở đi cho đến khi chúng ta giải thoát khỏi luân hồi thôi. Đó là gọi là hậu báo nghiệp. Và vô hiệu nghiệp tức là cái thiện hay là cái ác, nhưng mà do vì nó không có điều kiện nó trổ quả và nó mất luôn. Nó giống như là trường hợp của ngài Angulimala, mặc dù trước khi xuất gia ngài là một vị cướp giết người rất là nhiều, nhưng mà sau đó ngài chứng quả A-la-hán và ngài nhập Niết Bàn. Do vậy toàn bộ cái ác nghiệp trong hiện tại ngài làm thì nó trở thành vô hiệu nghiệp, tức là nó không có điều kiện trổ quả. Thì đối với cái tâm dục giới đó, thì cái thiện dục giới hay là cái bất thiện dục giới đó, thì khi một chúng sinh tạo cái việc ác hay việc thiện á, thì trổ quả đủ 4 cái trường hợp này. Tức là có những cái thiện cái ác trổ hay ngay trong đời hiện tại, có những cái thiện cái ác á, trổ trong cái đời kế gọi là sanh báo nghiệp, có cái nhân thì nó trổ hậu báo nghiệp, rồi có cái nhân thành là vô hiệu nghiệp. Nhưng mà đối với cái tâm sắc giới này á, thì
thì nó chỉ có hai loại thôi, đó là cái sanh báo nghiệp và cái vô hiệu nghiệp. Tức là một người chứng thiền định rồi thì ngay trong hiện tại, trong cái kiếp hiện tại nó không có thể trổ quả được, mà chỉ có cái đời sống kế sau thì mới có thể trổ quả được. Và nếu mà cái đời sống kế sau của vị đó, giả sử giống như là một vị trường hợp của một người chứng thiền, giống như là trường hợp của Đề Bà Đạt Đa sau khi chứng thiền, một người chứng thiền nha. Một người chứng thiền. Rồi vì một cái lý do nào đó, vị đó chẳng hạn giống như là không có tinh thần cần để duy trì cái thiền định đó, hay là do cái phiền não, do cái phiền não lớn chi phối. Do cái phiền não lớn chi phối giống như là năm truyền cái vân vân, mà vị đó bị hoại thiền. Vị đó bị hoại thiền. Thì khi mà vị đó bị hoại thiền rồi đó, thì cái sanh báo nghiệp, vị đó bị hoại thiền, thì khi mà vị này hoại thiền đó, thì cái quả đó nó không có thể nó trổ được, mà nó trở thành cái vô hiệu nghiệp. Chứ cái quả của cái thiền sắc giới đó, nó không có trường hợp là hậu báo nghiệp. Tức là nếu một vị chứng thiền định và sau vì một cái lý do nào đó vị đó bị hoại thiền, thì trong cái kiếp kế sau đó đó, thì cái quả này nó không có trổ được và nó trở thành vô hiệu nghiệp, chứ nó không có còn lại cái hậu báo nghiệp giống như là các cái quả của cái dục giới. Ở đây các vị hiểu như thế này, là tại sao mà một cái tâm mà mạnh mẽ như là thiền mà tại sao mà không có thể trổ được cái hiện báo nghiệp ngay trong đời sống hiện tại, hoặc là nó không có để lại nhiều cái đời sống khác, tức là hậu báo nghiệp, như là ở trong cái tâm thiện dục giới hay là cái tâm bất thiện dục giới. Đối với cái tâm dục giới đó, là một người mà tạo cái ác nghiệp hoặc là một cái thiện nghiệp, thì cái ác nghiệp và cái thiện nghiệp đó nó có khả năng mạnh thì nó có thể trổ ngay trong đời sống hiện tại, hoặc đời sống kế sau, hoặc là rất 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 nhiều cái đời sống sau đó, nó lặp đi lặp lại. Chẳng hạn giống như là một người có làm được một cái công đức nào lớn đối với chư vị thánh nhân, thì trong nhiều kiếp liền, nhiều kiếp hoặc thậm chí là trăm ngàn kiếp, là vị đó cái quả đó nó trổ liên tục. Nhưng mà đối với cái thiền á, là nó chỉ cho có quả có một lần, gọi là cái sanh báo nghiệp thôi. Ở đây chúng ta tạm ví dụ như thế này, là giống như là chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua một cái món đồ nào đó, thì có những cái món đồ tuy rằng là nó không phải là cái số tiền lớn, nhưng mà mình có thể là mình dùng ngay trong hiện tại, hoặc là mình để vài hôm sau mình dùng cũng được. Giống như chúng ta bỏ tiền, chúng ta một ít tiền chúng ta mua trái cây, thì chúng ta để vài ngày sau thì chúng ta vẫn còn dùng được. Nhưng mà có những trường hợp là nếu mà chúng ta không có dùng được, là nó đã hết cái thời gian để sử dụng thì chúng ta không dùng. Ví dụ giống như là các vị bỏ một số tiền lớn để xem một cái show diễn nào đó, nhưng mà đến cái ngày đó chúng ta không có xem được, thì cái vé đó phải bỏ thôi, chứ không có dùng vô cho ngày khác, bởi vì ngày khác không còn có show diễn. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là do vì cái tính chất của cái quả cho nên không có thể dùng nhiều, chứ không phải là chúng ta cứ lập luận rằng là tại sao mình bỏ cái số tiền lớn mà mình không xài được nhiều lần. Không phải, nó tùy theo cái tính chất. Thậm chí đôi khi chúng ta chỉ bỏ có vài ngàn đồng, chúng ta mua cái nải chuối, chúng ta có thể để vài ngày được, mình không ăn bữa nay, hoặc là mình ăn bữa nay rồi còn dư mình để vòng ngày mai được. Nhưng mà có những trường hợp là chúng ta bỏ cả vài triệu đồng, chúng ta mua một vé, cái vé cho cái sổ diễn nào đó, thì nếu mình không có coi rồi đó thì nó không có giữ lại được. Thì cái thiền, cái tâm sắc giới đó, thì mình phải hiểu cái quả nó như vậy, là bởi vì cái tâm sắc giới đó, các vị thấy cái quả nó chỉ cho có một quả duy nhất, là cái tâm nào thì cho quả đó. Ví dụ giống như là tâm thiện sắc giới thì nó cho quả sắc giới, cho có một quả thôi. Nó khác với cái tâm thiện và tâm bất thiện, nó cho rất là nhiều quả. Mà trong khi đó cái quả sắc giới đó, cái tâm đó nó không dùng được cái chuyện nào hết, ngoài cái chuyện duy nhất đó là nó dẫn chúng sinh đó tái sinh lên cái cõi phạm thiên.
cái tâm quả sắc giới nó dẫn chúng sinh tái sinh đi cõi phạm thiên. Do việc cái tích chất quả đó, cho nên chỉ khi nào chúng sinh nó mệnh chung á, thì cái quả đó nó mới sanh được. Chứ còn mà đang trong hiện tại cõi người, làm sao mà nó cho cái quả cõi phạm thiên? Do đó là hiện có nghiệp không có, mà nó chỉ có cái sanh có nghiệp thôi. Và ở đây nó có một cái trường hợp là cái tâm sắc giới nó mạnh như thế nào. Là nếu một người tu thiền và người đó giữ gìn không để cái thiền nó bị hoại, thì sau khi mệnh chung á, người đó chắc chắn á, sanh về phạm thiên theo cái cõi tương ứng. Ví dụ như là một người chứng sơ thiền thì chắc chắn bị đó sanh về cái cõi phạm thiên sơ thiền. Một người chứng nhị thiền á, thì chắc chắn sanh vào cái cõi nhị thiền. Nó chắc chắn như vậy. Về cái khả năng chắc chắn của cái tâm sắc giới đó, thì nó cho cái quả chắc chắn hơn rất là nhiều so với cái tâm dục giới. Cái tâm dục giới nó chỉ có một vài trường hợp cố định, chẳng hạn giống như là nói về cái tâm bất thiện, thì một người đã phạm 5 cái đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm tổn thương thân Phật và chia rẽ tăng, thì chỉ một người nào đó phạm 5 cái tội này thì là chắc chắn là bị đọa. Còn các cái trường hợp khác đó là bất định. Ví dụ giống như là người đó tạo cái ác nghiệp này, nhưng mà đồng thời tạo được cái thiện nghiệp khác, hoặc là nhờ cái phước nào trong đời quá khứ thì nó còn có thể nó bất định. Nhưng mà đối với cái trường hợp của cái tâm sắc giới á, là cái quả nó rất là nhất định. Nó chỉ có trường hợp, nó có hai cái trường hợp mà cái quả này nó không trổ được. Xin lỗi các vị, nó có ba trường hợp cái quả này nó không trổ được, nó trở thành cái vô hiệu nghiệp. Cái trường hợp đầu tiên là do vị này để cho các cái phiền não nó chi phối, cho nên nó làm hoại cái thiền đó. Và nếu mà cái thiền đó nó đã hoại, nó không có duy trì cho đến khi mà vị đó mạnh chung, thì nó không trổ được. Chứ không phải là vị này đã chứng thiền rồi thì nhờ cái phước tu thiền thì nó cho cái quả tái sinh ở trên cái cõi trời phạm thiên. Thì nếu mà khi này nó trổ không được thì khi khác. Nhưng mà đối với cái sắc giới thì nó phải trổ đời kế, chứ nó không có cái quả hậu quả nghiệp. Và do vậy trường hợp đầu tiên, nếu mà vị này mà do cái phiền não phiền não tác động làm vị này hoại thiền, thì tất cả các cái tâm thiền vị này có được từ sơ thiền cho đến ngũ thiền nó trở thành vô hiệu nghiệp, tức là nó không có tạo quả được. Nó giống như là trường hợp của Đề Bạt Đạt Đa, là trong khi ông có tu thiền cho đến ngũ thiền nhưng mà ông đã bị hoại thiền rồi, thì toàn bộ các cái tâm thiền mà ông đã chứng nó không tạo được, nó không cho quả nào hết, mà nó trở thành cái vô hiệu nghiệp. Đó là trường hợp đầu tiên. Trường hợp vô hiệu nghiệp thứ hai, nếu các vị có ghi bài được thì tôi phải hỏi ghi là các vị ghi đầu tiên nha. Trường hợp mà cái quả này làm thành vô hiệu nghiệp, trường hợp đầu tiên hoại thiền do phiền não. Cái trường hợp thứ hai hoại thiền, xin lỗi, nó vô hiệu nghiệp là do vị này chứng đắc cái tầng thiền cao hơn. Thí dụ giống như là vị này chứng được sơ thiền, thì nếu mà vị này giữ cái sơ thiền đó cho đến khi mệnh chung, thì cái tâm quả sơ thiền á, nó sẽ sanh lên, nó sẽ trổ cho vị này sanh về cái cõi phạm thiên sơ thiền. Nhưng mà nếu vị này tu cao hơn, vị này chứng nhị thiền, thì cái tâm quả sơ thiền này nó trở thành vô hiệu nghiệp, mà nó nhường chỗ cho cái tâm quả nhị thiền. Thì khi đó vị này mệnh chung á, thì cái tâm quả nhị thiền á, nó sẽ cho quả cho vị này sanh lên cõi nhị thiền. Tương tự như vậy đối với tam tứ ngũ thiền, hay nói cách khác là nếu vị này chứng cái tầng thiền cao hơn thì các cái tầng thiền khác nó trở thành vô hiệu nghiệp. Tức là nếu một người chứng đến ngũ thiền thì toàn bộ các cái quả là cái quả sơ thiền, quả nhị thiền, quả tam thiền, quả tứ thiền trở thành vô hiệu nghiệp. Và nếu đối với một người mà chứng được cái tầng thiền cao hơn nữa là vô sắc, thì toàn bộ các cái tâm thiền, các cái tâm thiện, sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nó cho 5 cái quả
năm cái quả thiền đó trở thành vô hiệu nghiệp, nó không có trổ quả được, là do vì vị này đã chứng được cái quả cao hơn. Rồi cái trường hợp thứ ba, nó trở thành vô hiệu nghiệp là vị này không có chứng được cái tầng thiền cao hơn, nhưng mà vị này chứng được A-la-hán quả. Thì do vì vị A-la-hán á, là các ngài không còn luân hồi nữa. Và khi mà vị các một người mà đang chứng sơ thiền, người phàm phu mà đang chứng sơ thiền, thì cái tâm sơ thiền thiện đó, nó có khả năng nó tạo ra cái quả sơ thiền. Nhưng mà nếu mà vị đó đó không bị đó đó chứng được A-la-hán quả, tức là cái thiền siêu thế, thì khi mà vị này chứng A-la-hán quả rồi đó, thì cái tâm thiện sơ thiền đó nó không còn là cái tâm thiện sơ thiền, mà là tâm di tác sơ thiền. Và cái tâm thiện sơ thiền trước kia đó, nó cho cái quả sơ thiền đó, thì nó không còn cái gì khả năng cho quả nữa, thì nó trở thành vô hiệu nghiệp. Như vậy thì chúng ta có ba trường hợp mà cái quả sắc giới trở thành vô hiệu nghiệp. Trường hợp đầu tiên là cái thiền đó nó bị hoại. Cái trường hợp thứ hai là do vì đạo vị đó chứng được các cái thiền tầng cao hơn. Và trường hợp thứ ba là vị này chứng A-la-hán. Thì ba trường hợp đó đó, thì cái quả sơ thiền nó không có, cái quả sắc giới nó không có điều kiện nó trổ quả và nó trở thành vô hiệu nghiệp. Và khi mà đã thành vô hiệu nghiệp có nghĩa là cái kiếp thứ hai, thứ ba, thứ tư trở đi nó cũng không còn trổ quả nữa. Và đối với cái sắc giới hay là vô sắc giới thì các là cái đạo hữu mình nghẹn thì này tóm tắt rồi, đúng rồi đó. Rồi. Thì tạm thời đó là cái những cái vấn đề mà chúng ta liên quan về cái thiền sắc giới. Thì bài học ngày hôm nay tôi xin phát các vị Phật tử rồi chúng ta kết thúc sớm ở đây, và chúng tôi cũng nghỉ sớm, không có dành lại nửa giờ đồng hồ để các vị Phật tử có câu hỏi, là khi mà các vị có thắc mắc gì đó thì các vị có thể hỏi trong cái lớp học của chùa đó. Hôm nay do vì tôi có cái dùng cái thuốc mà cho nên tôi sợ là tôi dạy thêm nữa dạy không có tốt. Dạ, cho nên xin phép các vị hôm nay chúng ta lớp học nghỉ sớm trước nửa giờ. Tôi nhớ hồi nhỏ là tôi học cùng lớp mà mấy ngày cho nghỉ sớm lúc nào tôi cũng vui hết. Tôi mong là các vị cũng vui như vậy. Dạ. Dạ. Chúc sư sống khỏe. Dạ, cảm ơn các vị. Thật sự thì trước lúc dạy đó thì do vì uống thuốc tôi quá buồn ngủ thì sợ tôi dạy không có nổi, nhưng mà cũng may là tôi cũng cố gắng được trình bày cho các vị thêm một số cái chi tiết về cái dạy học thêm thôi, chứ thật ra thì trong cái lớp khái lược thì chúng ta có thể học tóm tắt, mà tôi nghĩ là không nhất thiết là mình cũng không có bỏ gì để mình tóm tắt cái gì, mà tôi có thể để cho các vị nhớ rõ hơn về các bài học được tốt. Và trở lại thì các vị cũng nhớ là chúng ta đang có ở trong cái việc học là để nhớ các cái loại tâm trước, một cái ý nghĩa mà chuyên sâu á, thì phải đi vào cái phần sở hữu tâm, bởi vì sở hữu tâm chính là cái đặc tính của tâm, và chính nhờ cái đặc tính của tâm đó mà mình mới rõ hơn về cái tâm. Cho nên bây giờ đó là các vị cứ nhớ rằng là mình giống như là mình đang trong cái thời gian để mình học, mình nhớ các cái loại tâm thôi. Còn các cái bài giảng đó, chúng tôi chỉ là cái bài giảng thêm. Và cũng mong là các vị Phật tử trong các cái phần sau thì chúng ta dễ nhớ, bởi vì giống như tôi đã giới thiệu các vị đó là các cái tên tâm mà sắc giới này thì chúng ta chỉ nhớ cái số đếm thì chúng ta đã thuộc rồi. Và bây giờ xin chúc tất cả các vị
an vui, chúng ta cần chúc bác khỏi này. Dạ, xin lãnh lễ sư. Con xin lãnh lễ sư ạ. Dạ. Tôi đâu có câu hỏi.